来，寻找我的爱，滚滚黄沙也不能阻碍。昨天云来过，今天雨带走，我在长亭外等着你归来。爱过千百回，经历的风雪我们不后悔，飘散的落叶，澎湃的心扉，只想见你一面。一辈子的债，像喝了毒的爱，回也回不来，绝不能够爱得太懦弱。像沙漠里的坚强玫瑰，永远不凋谢，狂风暴雨也要和你双飞。Tập 20. Ai xiu. Ai ya, ngươi muốn chuyện này cũng gì tốt cho cái nhà này. Con mau thu lại mấy lời quỷ quái này đi. Con không phải vì muốn lấy ai mà mới làm loạn với mẹ cả. Con lên tiếng vì Tâm Liên. Con câm miệng. Con tự muốn tạo phản, đừng kéo theo Tâm Liên. Mẹ coi con là con trai, là mẹ đang khách sáo. Mẹ đúng là hồ đồ hoa mắt rồi. Mẹ là quá nuông chiều sinh hư nên mới giữ lại đồ tai họa con, phá hỏng quy tắc gian gia của mẹ. Phu nhân, xin chị đừng nói nữa. Con đừng quan tâm. Phu nhân, xin chị đừng tức giận nữa. Em xin chị, chị chừa lại cho em và Đặc Hải một con đường sống đi chị. Mẹ đứng lên đi, em xin chị. Phu nhân, mẹ, mẹ về phòng nằm một lát đi. Đi. Nợ của con trai cô, đợi tôi quay lại tính với cô. Phu nhân, mẹ, phu nhân, bà đi nằm một lúc đi ạ. Cố gia không vội đi. Mẹ, mẹ muốn đi Cố gia, làm gì đó, đừng đi Cố gia. Con quản hả? Cút. Mẹ, mẹ không được đi Cố gia dạm hỏi. Mẹ phải nghĩ cho tâm tư của Tâm Liên chứ. Con xin mẹ luôn đó. Tâm Liên không có tâm tư gì. Con cũng đừng nói con có tâm tư gì. Sao Tâm Liên lại không có tâm tư chứ? Mẹ, mẹ hỏi Tâm Liên, mẹ hỏi em ấy đi. Người nó thích là thiếu gia Lưu gia, nó muốn gả vào Lưu gia. Mẹ, con dám. Tâm Liên, nói với mẹ, đừng sợ. Mẹ, con thích Lưu Hòa Kiệm, xin mẹ hãy tác hợp cho con. Con im miệng. Con không xấu hổ hay sao? Lưu Hòa Kiệm là ai? Mẹ, mẹ thương Tâm Liên. Mẹ thương nó, mẹ sẽ hại nó. Con còn muốn hại em gái con như nào nữa? Con cấu kết với một người ngoài đi dụ dỗ nó. Con còn giúp người ta đến cầu hôn. Con còn muốn tất cả mọi người biết. Con bảo em gái con sao có thể tiếp tục ngẩng đầu lên làm người được chứ? Tâm đầu ý hợp, sao lại là chuyện đáng xấu hổ được? Thiếu gia Lưu gia viết thư cho Tâm Liên, mẹ cũng nhìn thấy rồi. Hai người họ chẳng qua là đang thảo luận văn học, không nói một câu nào không đứng đắn. Tâm đầu ý hợp, yêu thích lẫn nhau thì có gì sai chứ? Nó thích sai người. Mẹ là mẹ của nó. Nó nên thích ai, không nên thích ai, mẹ đã nghĩ thay cho nó từ sớm rồi. Con có tư cách gì mà hỏi? Chúng ta là một gia đình, chúng ta không phải triều đình phong kiến. Mẹ, chúng con là con của mẹ. Mẹ nên suy nghĩ đến tâm tư suy nghĩ của chúng con. Lẽ nào mẹ muốn chúng con giống như anh cả, từng người một bị mẹ ép bỏ đi hay sao? Con lại lấy anh trai đại nghịch bất đạo của con ra để uy hiếp mẹ nữa hay sao? Mẹ lại sợ con uy hiếp quá rồi. Con trai ruột đẻ ra mẹ còn không cần, mẹ quan tâm con làm gì? Mẹ thà rằng gian gia không còn con trai, mẹ cũng phải giữ lại quy củ phép tắc của cha mẹ bề trên.
Con đang ở dưới mái nhà Giang gia của mẹ. Con mở mắt ăn cơm của Giang gia. Con câm miệng lại, giữ lấy quy củ phép tắc của Giang gia đi. Từ nay về sau, mẹ không cho phép ở trước mặt mẹ nói câu này nữa. Đi, mau, mau đi nhận lỗi với mẹ cả đi. Mau đi xin bảy đi. Con không ở cái nhà này nữa. Anh à, anh đừng làm loạn nữa mà. Về sau anh sẽ sống ở cửa hàng. Cửa hàng lụa cũng là của Giang gia. Con có tham vọng lớn như vậy thì đừng ở cái nhà này nữa. Và cũng đừng ở lại cửa hàng nữa. Việc kinh doanh con đừng quản. Con cho rằng Giang gia thiếu con không được hay sao? Phu nhân, phu nhân, xin chị đừng đuổi chúng em ra ngoài. Em xin chị. Anh à, anh mau đi nhận lỗi với mẹ đi. Anh đừng đấu tranh giúp em nữa. Vô dụng thôi anh à. Anh, chuyện đến nước này, anh cũng chỉ có thể đấu tranh vì bản thân. Xin chào, đây là ngân hàng Thái Phong. Tâm Liên tiểu thư, đừng khóc nữa. Đừng khóc nữa, đừng khóc nữa. Cô vẫn ổn chứ? Tôi cũng không biết nên làm thế nào. Sao cơ? Anh hai của cô bỏ nhà ra đi rồi. Tâm Liên, anh hai em, anh ấy thực sự hết cách rồi. Em và anh Lưu, chuyện của chúng em thật sự không còn chút hy vọng nào rồi. Em buồn quá. Em đến rồi. Tại sao lại như vậy? Em gái anh kêu em đến khuyên anh trở về. Anh sẽ không quay về đâu. Anh không về, vậy Giang gia phải làm sao? Không phải vẫn còn Giang Đạt Thiên sao? Giang gia cần con trai, cho nên mẹ cả sẽ kêu anh ấy trở về thôi. Có thể hay không? Dù sao anh cũng là con của vợ lẽ. Cho dù anh có hiếu thảo thế nào, mẹ cả của anh cũng sẽ không tin anh đâu. Chỉ có thể chuyển ra ngoài, anh cả của anh mới có thể có cơ hội quay trở về. Không thể nào. Mẹ cả của anh sẽ không bao giờ chấp nhận Kim Phượng đâu. Mặc kệ như thế nào, anh cũng phải chuyển ra ngoài độc lập tự chủ. Nếu không, sao mà anh lấy em được?
Anh cho rằng như vậy là yêu em sao? Anh chuyển ra ngoài, ở nhà trọ. Bây giờ em đã trở thành một con hồ ly tinh khiến cho mẹ con anh bất hòa rồi. Anh bỏ mặc tất cả để theo đuổi em. Lẽ nào em không rung động chút nào hay sao? Em không dám rung động, bởi vì em lo lắng nhà anh. Em lo lắng sau khi anh chuyển ra ngoài, anh ăn thế nào, anh ở ra sao, anh sống như thế nào. Anh vì em mà bây giờ thành ra như vậy. Nhà không còn, sự nghiệp không còn, đều là do em hại anh. Không phải em hại anh, không phải đâu, là anh đã yêu em. Ai cho phép tình yêu của anh như vậy? Anh thích em, anh viết thư tình cho em, trêu đùa em. Cho dù ngày nào anh cũng nhớ em, trong lòng của em cũng cảm thấy mãn nguyện. Nhưng bây giờ như vậy, bây giờ thì tính là gì? Bây giờ anh thề, anh phải lấy em, anh nhất định có thể làm được. Em nhất định phải tin tưởng anh, có được không? Đừng đi. Đừng trốn anh nữa. Em xin anh đi, buông tha cho em đi. Em sợ anh. Có phải cô điên rồi không? Tôi tức đến nỗi nửa cái mạng không còn nữa, tôi còn chưa nói tự đuổi khỏi miệng. Cô thì hay rồi, tự coi là chủ nhà hả? Em nghe chị nói không cho nó ở trong cửa hàng, cho nên em muốn đợi chị bớt giận. Nó biết hối cải thì em sẽ gọi nó về. Tôi không cho phép nó rời khỏi cái nhà này. Tôi muốn nó đi thì tôi còn chịu cục tức này làm gì? Tôi không đuổi nó, ngược lại là cô đuổi nó đi. Cô không muốn chia tài sản Giang gia cho nó hả? Nó đi đâu rồi? Quán trọ An Bình à? Ông làm gì vậy? Gọi điện thoại mời nhị thiếu gia về à? Nó tự đi ra khỏi cái cửa này, tôi cũng xin nó quay lại hay sao? Nó muốn đi sao cô không ngăn nó lại? Cô là mẹ của nó, cô quỳ xuống, nó còn có thể đi được hay sao vậy? Nhưng mà nó không nghe lời em,
Nó nói cái nhà này nó không chịu được nữa. Tôi chịu đựng nó nhiều năm như vậy mà nó lại không chịu được tôi. Phu nhân, phu nhân, phu nhân, mẹ, mẹ, mẹ. Tôi coi nó như con trai ruột, nuôi dưỡng bao nhiêu năm trời. Tôi có chỗ nào có lỗi với nó không? Đồ không có lương tâm. Là cô sinh ra đó. Cô sinh ra một tên khốn như vậy. Phu nhân à, em xin chị, xin chị đừng nói nữa. Phu nhân, mẹ, 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 phu nhân, phu nhân. Vậy tiếp theo em làm thế nào? Em định hợp tác với anh họ. Em không có vốn. Tìm người đầu tư hả? Tiền máy móc của xưởng anh ấy nói có, anh ấy trả. Em chỉ phụ trách tìm một nơi có thể mở xưởng và một nhóm công nhân là được. Hôm qua em đã nói chuyện với lão nhị nhà ông gia. Ông ấy khá là có hứng thú. Em đâu có kinh nghiệm thành lập xưởng đâu. Anh còn không có kinh nghiệm mở quán cơm đó. Thì học thôi. À đúng rồi, dạo này kinh doanh ở cửa hàng thế nào? Không tốt. Không kinh doanh. Số tiền này em cầm trước đi. Được. Em nhận trước. Coi như em mượn anh. Sau này em trả cho anh sao? Em còn nói mấy cái này với anh hả? Em không trở về, chuyện trong nhà làm thế nào? Anh trở về là được rồi mà. Anh phải về hả? Đương nhiên phải về rồi. Con anh, vợ anh, còn có mẹ của anh đều ở nhà, tại sao anh không về chứ? Mẹ đã đoạn tuyệt quan hệ với anh rồi. Bấy còn coi Kim Phượng là kẻ thù. Cho dù anh muốn về cũng không vào cửa được. Tính cách của mẹ, không có chồng, một mình có thể gây dựng lại Giang gia. Bảy sao mà chịu cúi đầu vì hai đứa con trai bỏ nhà ra đi chứ? Trước đây bảy chống đỡ vì con cái. Bây giờ hai chúng ta đều không ở bên cạnh bảy nữa. Bảy có chống đỡ cũng không còn ý nghĩa gì. Bảy chắc chắn rất hối hận vì đã đuổi anh ra khỏi nhà. Phu nhân, những sổ sách này mấy ngày nữa rồi xem mà. Cơ thể của bà vẫn chưa khỏe nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Có gì đâu chứ, cùng lắm thì mệt chết thôi. Cô đi có tác dụng gì? Alo. Đây là cửa hàng Lụa Khánh Tường. Xin hỏi ai vậy? Là tôi. Xin chào, xin chào. Xin hỏi ai vậy? Ông thiếu gia hả? Là lão đại hay lão nhị? Ông nhị gia hả? Có chuyện gì không? Là như này, Đạt Hải nhà chúng tôi đã không quản chuyện ở cửa hàng nữa rồi.
Việc làm ăn đó tôi cũng cảm thấy không ổn. Cậu đồng ý đầu tư, tôi đương nhiên vui thay cho nó. Nhưng đây là đầu tư, không phải hợp tác. Giang gia chúng tôi sẽ không bỏ ra một xu nào đâu. Đừng đi. Cậu cũng còn trẻ, nó cũng còn trẻ. Cho dù thua lỗ, kiếm chút kinh nghiệm cũng khá tốt mà. Được, được, được. Vậy thì hỏi kỹ cha cậu đi. Có thời gian thường xuyên đến ngồi chơi nha. Được, được, được. Đạt Hải này, cậu muốn mở xưởng quần áo cho anh họ của nó nữa chứ? Tôi không biết. Ông dựa theo cái danh bạ này gọi cho tôi. Ngày mai nói với người ta, Đạt Hải bàn chuyện làm ăn gì ở bên ngoài đều không liên quan gì đến Giang gia. Phu nhân, không hay lắm. Như vậy mà truyền ra ngoài là cắt đứt con đường ở bên ngoài của nhị thiếu gia luôn đó. Chính là muốn cắt đường lui của nó đó. Gọi cho tôi. Thế nào? Nhìn xem đã thẳng chưa? Anh dịch sang bên này một chút. Quá rồi, được chưa? Bên này. Như này được chưa? Được rồi. Được rồi, được rồi. Chỉ có mấy đồng tiền, anh xem qua là biết có bao nhiêu rồi. Còn dùng bàn tính làm gì? Bàn tính gãy qua gãy lại. Em thấy chúng ta nên tính lại chuyện mở quán cơm. Mở quán cơm sẽ càng lỗ vốn. Mỗi ngày em phải chuẩn bị bao nhiêu món? Không bán được, hỏng rồi thì phải dứt đi. Số nguyên liệu dứt đi còn nhiều hơn bán ra. Vậy mở quán mì thì lỗ vốn rồi. Người ta ăn mì là muốn ăn no. Ai mà gọi món chứ, chúng ta có thể kiếm được gì? Nhưng mở quán cơm, nhân lực của cô không đủ. Cho dù mẹ tôi hay Nguyên Nguyên đến giúp thì cũng không đủ đâu. Vậy thì mời thêm người giúp đỡ. Vì kinh doanh quán cơm nếu như bận rộn vậy mới tốt chứ. Chúng ta cái đó gọi là không bận nổi, không gọi là kinh doanh tốt. Đây đây đây, rảnh rỗi như vậy kinh doanh tốt được hay sao? Cô đừng vội. Em cũng ở đây hay sao? Nè, sao còn lại tới đây nữa? Thì tôi ở một mình chán quá, tôi qua đây thăm mọi người thôi. Tôi đói rồi, làm cho tôi bát mì đi. Nào, ngồi đi. Được rồi, được rồi, không cần chăm sóc cho anh ta đâu. Chu Thanh, cô cũng nên về đi. Dù sao cũng không kinh doanh. Các anh tiễn cô ấy giúp tôi. Thịt lợn mua ít hơn 2 cân nhé. Tôm không cần mua, hôm nay vẫn còn thừa. Sao lại đổi thành quán mì rồi? Nhân lực không đủ, chỉ đành làm đơn giản hơn. Có đơn giản hơn, anh cũng không mở nổi đâu. Anh cả, anh cũng nên suy nghĩ. Đổi gì kinh doanh khác đi. Làm với cô ấy giống nhau thôi, đều rơi vào bế tắc. Anh yên tâm đi, em đã nghĩ xong giúp anh rồi. Nào nào nào, nói ra xem, nói ra xem. Hầu tử, nào nào nào, ngồi đây nghe. Tôi bàn chuyện với anh cả tôi. Canh ngồi nghe cái gì?
Không phải, hai chúng tôi là cộng tác. Anh đổi việc kinh doanh của ông chủ chúng tôi, hai chúng tôi phải nghe chứ. Bát cơm này của hai chúng tôi phải giữ cho chắc chứ. Đúng đó. Yên tâm đi, các anh nhất định có thể giữ được. Hơn nữa còn có thể thăng chức tăng lương, để các anh làm tổ trưởng được không? Được chứ, cái này được đó. Em muốn anh làm việc ở xưởng, anh cả. Anh cũng không nghĩ xem, nếu như nơi này có thể mở được quán cơm, người ta sẽ gấp rút bán lại cái quán cơm này sao? Em cũng đã nhìn ra rồi, nếu như các anh mà tiếp tục làm sẽ ngày càng lỗ nhiều. Không bằng nhân cơ hội thu lại, đóng cửa quán cơm này đi, mở một xưởng quần áo cùng em, thế nào? Không phải em hợp tác cùng với anh họ rồi sao? Em cũng có thể hợp tác với anh giống như vậy mà. Dù sao anh cũng biết, bây giờ em cần gấp một người hợp tác cùng em, có thể đủ để cung cấp xưởng. Đúng lúc lắm. Nhưng gần đây đều là cửa hàng, anh mở xưởng có phù hợp hay không chứ? Hơn nữa, quán mì này cũng không đủ lớn. Là cửa hàng mì trên phố, anh mở xưởng có phải quá xa xỉ hay không? Anh có phải không có ai chịu bỏ tiền ra để anh mở xưởng hay không? Đúng. Anh đã tìm người đầu tư, nhưng anh cũng giống như vậy, không có tiền để mở quán cơm tiếp. Em đang giải quyết vấn đề của hai chúng ta. Kim Phượng, mì này không cần lên nữa. Anh ấy đến đây để cưỡng quán cơm của cô. Kim Phượng, đừng lên mì nữa. Đừng lên mì nữa. Phượng, Phượng à, em làm gì vậy? Tôi biết ngay anh đến để tính toán với tôi mà. Cút đi cho tôi. Em ấy đến tìm anh bàn chuyện. Em đừng có làm loạn ở đây. Cậu ta thương lượng là nhà của em. Sao hả? Anh còn kêu em đừng làm loạn ở đây hả? Em nói cho anh biết, anh mặc kệ cậu ta. Anh nghe rõ chưa? Anh của cậu đã cắt đứt quan hệ với Giang gia. Cậu đừng đến tính toán với anh ấy nữa. Nó là em trai của anh, có thể lừa anh gì chứ? Cậu ta lừa em, căn nhà này đứng tên của em. Anh trai của cậu không hề làm chủ. Tôi nói cho cậu biết, cậu thương lượng với anh của cậu cũng vô dụng thôi. Cũng đừng thương lượng với tôi. Dù sao nếu như cậu không còn lối thoát nữa, đến ăn bát mì thì không thành vấn đề. Tôi đang nói cho cậu ở bên trong đó. Nhưng mà cậu đừng có đánh chủ ý lên tôi. Nếu như cậu muốn cửa tiệm này của tôi, chính là cậu muốn mạng của tôi đó. Mẹ của anh cắt con đường bên ngoài của anh rồi. Bây giờ không có ai dám hợp tác với anh hết. Về nhà đi. Vừa bước một bước ra khỏi nhà đã muốn về nhà xin tha thứ sao? Không có tiền đồ, anh không cam tâm. Nhưng không có tiền, anh còn có thể làm thế nào? Để anh nghĩ thêm. Em ấy không sống như vậy. Em ấy nghĩ ra ý tưởng này, nhất định là đã giúp chúng ta nghĩ xong. Đó là tiệm của em. Em ấy hiểu kinh doanh hơn chúng ta. Kim Phượng à, quán mì này không trụ được nữa. Ai nói không trụ được nữa hả? Lúc đầu không phải em đã nói với anh rồi sao? Mời vị Chu gia đến giúp đỡ, sau đó sẽ nhận đồ đệ, mở quán cơm lớn hơn. Anh lại không chịu. Không kinh doanh hả? Em khách đến ăn là ăn món đặc trưng. Em nấu ăn ngon, khách ở xa cỡ nào cũng muốn đến. Bây giờ anh bán một bát mì kiếm được gì chứ? Có thể kiếm được tiền sao? Còn nói mấy thứ này, một cái bếp của em có thể cùng lúc nấu mấy món chứ? Khách đến quán cơm chính là muốn đồ ăn lên vừa nhanh vừa kịp. Khách đợi từng món một sẽ không còn tâm trạng ăn nữa. Ý của anh là chê em lên món chậm đúng hay không? Em còn chưa chê anh đâu. Anh còn không biết kéo khách. Anh nói xem, một người làm ông chủ như anh, nếu như khách đến, anh phải mỉm cười đi chào mời, cười nói với khách chứ, lôi kéo thêm quan hệ tốt biết bao. Liệu khách hàng có thiếu kiên nhẫn để đợi không? Chúng ta mở quán cơm không phải mở quán rượu vũ đài. Anh cũng không phải vũ nữ. Quán cơm và vũ đài đều giống nhau. Sao hả? Kêu anh đi kéo khách. Anh từ đại thiếu gia Giang gia giờ biến thành vũ nữ rồi hay sao? Vậy em thì sao? Em là một vũ nữ. Vì anh đại thiếu gia Giang gia, em xuống bếp nấu ăn làm đầu bếp. Em từng kêu tiếng nào chưa? Em không nói chuyện với anh nữa. Em
Nếu như thật sự không còn đường lui thì đừng cố tỏ ra mạnh mẽ nữa. Anh không cố tỏ ra mạnh mẽ, anh chỉ có một con đường này mới có thể lấy em thôi. Ngủ ngon. À đúng rồi, ở trong hòm thư anh có gửi cho em một bức thư, nhớ cầm lấy. Em không muốn nhìn thấy những bức thư tình sao chép người khác của anh. Không phải em chưa từng nói với anh, lần này anh không sao chép, đều là lời trong lòng của anh hết. Anh muốn em biết. Những lời trong lòng đó của anh có liên quan gì đến em chứ? Em không muốn biết. Không muốn biết thì thôi. Anh đi đây. Có nhà không về? Anh đi vào con đường cùng rồi, còn chỉ lo viết thư tình gì đó. Anh không cảm thấy bản thân cực kỳ nhàm chán hay sao? Người nhàm chán là em đó. Chu Thanh, tại sao em lại nhát gan như vậy hả? Trái tim này của anh rõ ràng đang bày trước mặt của em. Em không chỉ không muốn mà còn muốn đập nát nó. Em đừng coi những gì anh làm cho em là trò đùa nhạt nhẽo gì đó. Anh không thích. Trong lòng của anh có rất nhiều lời anh chưa từng nói với bất kỳ người nào. Đương nhiên anh cũng không có ai để nói. Nhưng bây giờ anh muốn nói với em, anh muốn để em biết. Sau khi em biết rồi, cho dù anh có phải chịu bao nhiêu khổ cực nữa, bao nhiêu ấm ức chà đạp nữa, trong lòng anh đều cảm thấy thoải mái. Anh mới có sức lực liều mạng về phía trước. Em biết không? Em không biết. Nhưng mà anh thật sự không ngờ tới, anh làm như vậy chỉ đổi lại bốn chữ vô cùng nhạt nhẽo của em. Được, không sao. Em không thích thì anh sẽ không viết nữa. Sau này không có thư cũng sẽ không có anh nữa. Em cứ yên tâm sống ngày tháng của em. Anh sẽ không đến làm phiền em nữa. Đạt Hải, về nhà đi. Chúng ta là bạn bè, em mong anh sẽ tốt. Em không muốn nhìn thấy anh chịu khổ. Anh về nhà là em có thể yên tâm hay sao? Em vì để bản thân yên tâm, thà rằng kêu anh về nhà tiếp tục làm những thiếu gia gian gia khiến em ghét hay sao? Em không có ghét anh. Anh ghét chính bản thân của anh. Ở Giang Gia chỉ có thể là một đồ ngốc, không có bất kỳ tư tưởng nào. Anh ghét mẹ cả của anh. Anh không thay đổi được sự bảo thủ ngoan cố đó của Bảy. Anh ghét anh không thay đổi được người nhà của anh, anh trai, em gái, mẹ ruột anh, còn cả cuộc đời mà bọn họ sắp xếp cho anh nữa. Anh đều ghét. Anh còn không thể khiến người anh yêu yêu anh. Cô ấy không bằng lòng gả cho anh. Em không muốn anh vì em chịu nhiều khổ cực như vậy. Chu Thanh, em thực sự đã thay đổi anh rất nhiều. Anh không còn là nhị thiếu gia trước đây của Giang Gia. Anh cũng không quay lại được nữa. Mẹ của anh không muốn ép anh đến con đường cùng.
bà ấy chỉ muốn ép anh về nhà. Nhưng mà em biết không, nếu như đời người không có tương lai thì đó mới là bước đường cùng. Anh không cam tâm. Anh cần em. Anh chỉ cần em. Anh bây giờ anh không có gì hết. Anh chỉ còn có em. Hãy cho anh hy vọng đi. Anh xin em cho anh một hy vọng. Nói em yêu anh. Nói là em bằng lòng gả cho anh. Cho dù là giả, cho dù là dỗ anh. Nói cho anh đi. Đừng khiến cho anh buồn nữa mà. Nói anh nghe, em bằng lòng gả cho anh đi. Em bằng lòng yêu anh. Được không? Anh xin em. Em yêu anh. Em bằng lòng gả cho anh. Em nói là thật sao? Em nói là thật. Em yêu anh. Em yêu anh. Em bằng lòng gả cho anh. Em bằng lòng gả cho anh. Cho dù anh không có gì trong tay, em cũng bằng lòng. Em cũng bằng lòng gả cho anh. Em yêu anh thật sao? Anh biết mà. Em yêu anh. Em yêu anh. Phát sốt rồi thì nên nghỉ ngơi ở nhà cho khỏe. Chị đừng đến cửa hàng nữa mà. Có chuyện gì kêu bọn họ gọi điện đến. Không phải giống nhau hay sao? Có thể giống nhau hay sao? Chị xem chị kìa, lớn tuổi như vậy rồi, đổ bệnh, còn kéo theo cơ thể bệnh tật đi thăm cửa hàng, tự mình chịu mệt. Hai đứa con trai ở ngoài, nó cũng chịu khổ. Bọn chúng từng đứa ăn no uống đủ rồi, dỗ mông, rồi dên giáo bước ra khỏi cửa nhà. Ở bên ngoài chịu khổ chẳng phải là điều đương nhiên hay sao? Bất kể như thế nào thì người ngoài vẫn coi bọn họ là con cháu của Giang gia. Chị nói xem, nhìn thấy chị là người làm mẹ mà nhẫn tâm ép bọn chúng như vậy. Cô nói rõ ra đi. Cô muốn thay con trai bảo bối đó của cô,
Cô đừng có mà kéo con trai của tôi vào nói cùng được không? Giang Đạt Thiên, tôi coi như nó đã chết rồi. Kiều của tôi ngày nào cũng ra ra vào vào cửa của nó, nhìn nó mà không gặp là tôi đã coi nó như ma quỷ rồi. Tôi dỡ tiệm của nó, tôi dỡ biển của nó, tôi ép nó cái gì? Cho nên con trai ruột còn không nhẫn tâm. Đạt Hải chỉ là bỏ nhà ra đi, không hề đoạn tuyệt quan hệ với Giang gia, chỉ muốn người ở trấn đều biết, không kinh doanh với nó, không hợp tác với nó. Chị đây không phải là đang ép chết nó hay sao? Đây không phải dối lòng. Tôi muốn ép nó vào đường cùng, là muốn ép nó trở về nhà, ép con trai của cô trở về nhà. Cô có nghe hiểu hay không? Tôi nói cho cô biết, Giang Đạt Hải nếu như là tôi sinh ra, tôi sẽ một ngày đánh chết nó. Nếu tôi sinh ra nó, tôi khóc đến chết, quỳ đến chết, tôi cũng xin nó trở về. Chỉ tiếc là tôi không phải mẹ ruột của nó. Tôi đã móc quả tim của tôi ra rồi, còn chê tâm hả? Ý của chị nói là em có thể xin nó trở về hay sao? Cô thích nó vậy hay không thì tùy cô, nó thích vậy hay không thì tùy nó. Nhưng mà có chuyện này, nếu như nó trở về, về sau chuyện của nhà này không cho phép nó mở miệng. Nếu như không làm được thì kêu nó chết đói ở ngoài đi. Phu nhân, đã chuẩn bị xong kiệu rồi. Bà Hai hôm nay phải ra ngoài, ông đi cùng với cô ấy đi. Nói với ông chủ quán trọ không cho Đạt Hải ở. Nhưng nếu như nó còn đi nhà khác, tôi sẽ không để nó ở đâu. Nếu như cô không khuyên nó về được thì kêu nó lưu lạc đầu đường đi.我不敢再奢求沧桑的日子，我会